và các bạn đã đến cái kênh Mai Châu Family USA. Hôm nay Châu sẽ mời cô chú và các bạn cùng vào bếp làm đu đủ chua ngọt các bạn nhé. Liệu để làm đu đủ chua ngọt thì gồm có 2 trái cà rốt. Này, cỡ này các cô chú các bạn nha, 2 trái cà rốt, 2 trái đu đủ. Các bạn mua cái loại thun thun vậy á, nó ít hạt, nó không có rỗng ruột. Đó. Và mình gồm có là 4 cup nước, nước lạnh đó các bạn, 4 cup nước lạnh. Đây, 4 cup nước lạnh là 1000ml cho các bạn. 3 cup giấm thì 600ml. Và 3 cup đường 561g. Đó, vật liệu của mình gồm có như vậy. Bây giờ mình sẽ đem nước, giấm, đường mình đi nấu nha các bạn nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nha. Bây giờ mình bật lò lên. Trong này là gồm có cái cup này các bạn nè, 4 cup nước lạnh, 3 cup đường, 3 cup giấm và 2 muỗng cà phê muối mình bỏ vào đây. Rồi mình quậy đều. Đó, mình quậy đều. Mình quậy khi nào mà các bạn thấy là cái đường này nó tan và nước nó sôi lên là các bạn tắt lò. Rất là đơn giản các bạn. Rồi mình lọc lại cho nó sạch rồi mình đi qua mình sơ chế cái củ cà rốt và cái trái đu đủ nha các bạn. Giờ mình nấu nè. Các bạn nấu mà khi nào các bạn cứ khuấy như vậy đó. Rồi các bạn vớt bọt. Tại khi nào mình nấu nó cũng có bọt hết trơn á các bạn. Đó, các bạn nấu rồi để nó sôi lên. Khuấy tan đường nè. Muối nè. Đó, các bạn nấu để vậy. Rồi để cho nó sôi lên các bạn nha. Mình để lâu á, mình bỏ trong tủ lạnh mình ăn á, nó không có nổi đóng ván các bạn nha. Sau khi mà đường tan và muối nó tan rồi á các bạn, thì các bạn sẽ bỏ cho mình thêm, khuấy tan rồi các bạn nè, thì các bạn sẽ bỏ cho mình 1/4 cup nữa các bạn. Bỏ thêm 1/4 cup giấm vào trong này nữa nha các bạn. Đó, mình bỏ thêm 1/4 cup giấm nữa vào trong đó. Đó, tổng cộng là mình có tất cả là 3 cup và 1/4. 3 cup giấm. Rồi sau khi mà mình nấu nó tan hết rồi, muối và đường tan hết rồi thì các bạn sẽ bỏ vô đây thêm 1/4 cup giấm nữa nha các bạn. Là rất là ngon các bạn. Các bạn cứ try thử cái công thức này của mình nha các bạn. Châu mong rằng các bạn là thương yêu kênh cái Mai Châu Family USA. Mong các bạn cho Mai Châu một like, share và subscribe nha các bạn. Mình để cho cái nước này nó sôi nha các bạn. Khi mà nó nước này nó sôi á, mình vớt bọt là mình tắt lửa nha các bạn. Thì bây giờ mình chờ sôi nha các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ nó sôi rồi các bạn nè. Đây, bây giờ các bạn thấy nó sôi nè. Đó, mình quậy cho nó tan hết nè. Bây giờ nó sôi rồi các bạn. Đó, bây giờ sôi như vậy là các bạn tắt lò nha các bạn. Đó, các bạn tắt lò. Rồi mình đem qua mình lọc lại nha các bạn. Mình sẽ có 2 lít nước và mình bỏ 2 muỗng canh muối như vậy các bạn vào trong này, mình khuấy đều, khuấy cho nó tan ra nha các bạn. Rồi kế tiếp là mình sẽ gọt đu đủ và cà rốt, mình cho vào đây mình ngâm 15 phút. Đó, nó tan rồi cái mình gọt đu đủ đi, gọt đu đủ và cà rốt nha các bạn. Và các bạn ơi, sau khi mà mình đã sắc và ngâm 15 phút rồi cô chú và các bạn nè. Thì bây giờ là mình đem đi xả nha cô chú các bạn. Mình xả cho nó trong cái nước nha cô chú các bạn. Thì bây giờ mình xả nha. Sạch cái nước này nha cô chú các bạn. Xả cho sạch với nước lạnh nha.
rửa cho nó sạch thiệt sạch đó. Khi nào mà nước mình nó trong thôi cô chú nha các bạn nha. Xả nước lạnh mình rửa. Đầy quá mình bỏ bớt một nửa. Mình xả nước lạnh nha các bạn. Mình làm gỏi đó các bạn, mình bỏ vô cũng được các bạn. Khi mà mình làm đồ chua ngọt xong rồi mình làm gỏi á, mình bỏ vô cũng ngon lắm các bạn. Mình rửa như vậy nha các bạn, mình để cho nó ráo nha các bạn. Rồi xong rồi mình mới bỏ vô trong đường giấm của mình nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã đường và giấm mình đã nấu xong để nguội, bây giờ mình đổ vào trong này nha các bạn. Mình đổ vào trong này. Vậy là mình đã hoàn tất xong cái dầm giấm đu đủ rồi với cà rốt rồi đó các bạn ơi. Vậy mình cứ đổ vào rồi mình để vào tủ lạnh nha các bạn. Để thành phẩm của mình đã xong rồi các bạn. Mời các bạn sang lại. Cảm ơn các bạn và cô chú đã theo dõi cái bữa làm cà rốt và đu đủ dầm giấm. Hẹn các bạn trong video kế tiếp. Mong rằng các bạn thương yêu kênh của Mai Châu Family USA. Mình xin cho Mai Châu một like, share và subscribe nha các bạn. Bye bye.